Ôi giời, cái bà này gì sao bà thở giống tôi thế? Bắt trước tôi à? Ông mới mắc cười á. Thở mà không cho thở là làm sao? Thở mà là thở giống, không lẽ giờ ông bắt tôi tắt thở? Phải thở dài thôi, quan hệ gì đâu mà chồng chéo chéo ngoe hà. Ba vợ, cô ruột ba vợ. Trời ơi, sợ Google cũng bó tay nữa. Thì ghê quá. Con chào bố ạ. Bố chào cháu vợ. Gọi cái xưng hô đi bà. Quên. Con chào cô Út ạ. Cô Út chào con rể. Quan hệ gì mà rối nùi à. Gặp tôi nhảy xong Sài Gòn chết cho rồi. Nè đi. Hãy coi. Nè. Nè. Ôi thôi thôi. Này, bà Minh, bà lại chạy à? Ôi giời ơi, cẩn thận đấy, có chừng hỏng sàng con rể của tôi. Ôi giời bà Minh, ôi giời ơi, chết rồi rồi. Ôi bà Minh ơi, đợi tôi nào. Ôi giời bà Minh. Ông đừng có đi theo tôi nữa. Tôi xin bà mà. Thôi tôi xin bà đừng khóc nữa mà. Ông thấy không? 40 mấy tuổi mới có mối tình dắt dai lần đầu tiên à. Vậy mà cũng không có được viên mãn nữa à. Trời ơi. Mình. Mình ơi, mình đừng khóc nữa. Mình ơi, mình khóc tôi đau lắm. Tôi xót lắm, mình có biết không mình? Tôi đâu có muốn để cho bà buồn giàu đâu. Tôi thương bà lắm mà. Thương bà lắm cơ. Mình ơi, nhưng mà miệng đời nó nhạo báng, nó chỉ trích như thế thì làm sao chúng mình sống cùng nhau hả Minh? Không xin. Người ta đâu có sống vì mình đâu mà mình mới sống như người ta chứ. Đúng, bà nói như thế. Bà nói như thế thì đúng là tôi không có sợ họ đâu nhá. Đúng rồi, không sợ. Tôi nói thật với bà, tôi chấp hết đấy. Tôi chấp hết đấy, tôi đạp trên dư luận tôi sống đấy. Đúng rồi. Tôi nói thật với bà luôn đấy. Nhưng mà Minh ơi, sao? Mình phải sống vì con cái chúng mình chứ, đúng không? Sao không? Đây này, tôi nói cho bà nghe đây này. Vì con của chúng mình. Nãy vỗ đầu là tại vì xạo đó. Con đâu mà con, tôi có con với ông hay nào? Con Mai nhà tôi. Và cháu của bà, thằng Hùng đấy. Tôi muốn chúng nó đến với nhau. Tôi muốn chúng nó được hạnh phúc, bà hiểu chưa? Bà hiểu ý tôi không? Ý của ông là sao? Sao tự nhiên có thằng Hùng cháu tôi trong đây nữa? Nó là cháu cưng của tôi mà tự nhiên lo nó vô đây làm cái gì? Thì đấy, chính vì cháu cưng của bà cho nên tôi mới xin bà cái điều này đấy. Bà này, thôi thì chúng ta tạm chia tay với nhau nha. Vì con cái của chúng ta mà, đúng không? Tôi biết bà thương tôi lắm, tôi cũng thương bà lắm đấy. Nhưng mà con cái nó như thế thì mình phải hy sinh cuộc đời của mình cho chúng nó thôi, đúng không? Thôi thì kiếp này tôi không dành hết tình cảm của tôi không dành hết những gì thuộc về tôi cho bà. Thì tôi xin phép bà cho tôi lỗi hẹn bà kiếp sau nha. Nha. Vậy là kiếp sau ta trộn đôi. Trời ơi. Xin ơi, ông chết rồi tôi sống để làm gì nữa, tôi sống dài rồi. Thôi tôi hiểu rồi. Bà đừng có khóc nữa. Khóc sưng mắt hết rồi đây này. Tôi thương quá. Ôi thương quá. Mình ơi, tôi nói mình nghe này. Tôi cứ ngỡ lòng mình chết lặng sau bao nhiêu năm mẹ con Mai nó mất. Nhưng tôi không ngờ bà đến với tôi, bà hâm nóng trái tim của tôi. Bây giờ nếu như tôi không sống với bà thì cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Nó đúng rồi đó. Sống với tôi đi. Mình. Gì? Tôi muốn nói với bà một câu. Câu gì?
Đừng xa anh đêm, con gái anh không ở đây. Đừng xa anh đêm nay, đêm rất dài dài. Dạ đã. Mới được. Bây giờ chuyện ra cớ sự như giờ thì sao anh Xuyên? Bây giờ mình phải tính sao đi Xuyên ơi? Nếu vậy thì sao? Chúng mình uống thuốc tự vẫn nha. Uống thuốc chuột nha. Bà lạc hậu quá. Chứ gì? Bây giờ người ta dùng keo dính chuột không à? Chả bao giờ người ta dùng thuốc chuột. Vậy làm sao mà chết được không Xuyên? Uống thuốc độc đi. Thuốc độc được không? Được sao mà không được? Nếu như ông trời không thương chúng mình. Đúng rồi. Thì chúng mình sẽ chết cùng nhau. Chết cùng nhau. Anh gọi tôi làm gì nữa hả? Anh đã uống sữa cung cấp DHA chưa? Anh ăn thêm muối iốt chưa mà gọi cho tôi? Anh biết lỗi của anh rồi, anh về coi lại clip đó nát luôn. Giờ anh hiểu rồi. Em bỏ qua cho anh đi, đừng giận anh nữa. Hồi nãy mà em không bắt máy là anh sao? Anh gọi lại cho em, khi nào trái máy em thì thôi. Trời ơi, tôi tưởng nó là anh tự tử chứ làm tôi mừng à. Có thuốc rồi đấy, chúng ta uống đi nào. Vào. Ê Khoan. Sao thế? Lỡ mà kiếp sau á, phải có cái dấu hiệu nào đó tôi với ông mới nhận được nhau chứ. Không thôi, lỡ duyên lỡ nợ hết làm sao. Ừ đúng rồi ha. Thế thì bây giờ tôi dùng mật khẩu nha. Ừ dùng mật khẩu đi. Mật khẩu gì? Mật khẩu gì mà nghe mà chỉ có hai đứa mình biết thôi đó. À có rồi. Con chim xinh đẹp có bộ lông óng mượt được không? Con chim xinh đẹp. Trời ơi dài quá làm sao mà nhớ được. Ồ, dài thế à? Ừ thế... lấy cái nào ngắn ngắn thôi, xúc tích một chút. À rồi có rồi. Con sư tử có trái tim thiên thần. Cái gì đấy? Thì ra là từ nào tới giờ ông chỉ coi tôi như một con sư tử thôi đúng không? Ôi giời ơi, sao bà không nghĩ là tôi ví bà giống như thiên thần? Bà sao tôi giờ chết rồi mà cũng còn ghen tuôn. Nhưng mà không được. À thôi tôi nhớ rồi. Xa nhau để nhớ nhau hoài được xa không? Xa nhau để nhớ nhau hoài. Xa nhau để nhớ nhau hoài. Nó cũng dễ nhớ nhưng mà không được. Sao không được? Tại vì tôi nghe người ta nói á, xuống dưới đó rồi người ta cho mình cái trà gì của cái bà nào đó uống như là mất trí nhớ đó, rồi lỡ tôi không nhớ được thì sao? Thì bây giờ làm sao? À, không biết. Mình nhận diện qua khuôn mặt đi. Tôi thấy hả? Ừ. Đây này. Ngồi xuống. Nhìn mặt tôi à? Làm gì mà cứ như công an chụp hình chứng minh thư ấy. Làm cái gì? Làm cái gì đấy? Thì nhận diện. Thế có nhận được không? Hả? Không. Làm sao công an nó chụp chứng minh thư cho tôi ấy, nó mất nửa ngày nó mới không nhận ra cái khuôn mặt của tôi. Không nhận ra luôn. Đúng rồi, không có một cái số kiểu đặc biệt là trên khuôn mặt tôi, bà hiểu chưa? Bây giờ sao không? Không hồ gì bà. Bây giờ thôi được sao rồi không? Bà để tôi nhìn khuôn mặt của bà cho nha. Nhìn đi nha. Nhưng mà đừng có nhìn cái mặt như lỡ kiếp sau tôi ốm là giờ, không được giờ, đâu giờ, nha. Rồi tôi bỏ cái mặt sang một bên nha. Ôi giời có rồi. Đâu? Đây này. Sao nhánh vậy? Đây. Mặt bà nhìn rồi là thấy rồi. Đây này con ve chó đây này. Một rùi tên nhãn đây này. Nhận ra ngay. Một rùi. Ừ. Không được. Biết là một rùi rồi nhưng mà lỡ năm sau có một rùi là tôi đi xóa đi. Còn mấy là tôi nó mọc ở chỗ khác rồi sao không nhận diện ra tôi. Ôi được. Sao mệt quá. Cách gì cũng không chịu. Nhưng mà giờ thì bây giờ muốn cái gì? À, không biết. Xăm đi. Xăm là luôn luôn nó dính lên da thịt mình mà nó cái tiết diện nó rộng nữa. Ồ thế hả? Ừ. Thế xăm cái gì? À, ông yêu tôi đúng không? Đúng. Ông xăm tình minh ở đây đi. Xăm chứng minh trên ngực à? Xăm trên ngực. Còn tôi yêu ông. Tôi sẽ xăm vào tim một chữ xiên thật là lớn. Nếu mà như thế thì cả đời tôi phải cởi trần à? Sao đâu có trần? Chứ còn gì. Bây giờ nếu không cởi trần thì làm sao bà thấy chữ minh trên ngực tôi đúng không? Ờ ha. Cũng may là bà đề nghị xăm ở trên ngực đấy.
Chứ nếu như mà xâm vào mông tôi á, thì cả đời tôi phải đóng khố đấy. Thôi kệ nó, giờ uống đi. Thôi bây giờ uống đi nè, uống. Trước khi uống phải cầu nha. Con là Minh Mập. Con là Trần Văn Siêng. Tuy chúng con không được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ, cùng năm, nhưng chúng con nguyện chết cùng nhau. Hãy bác vô. Tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện với anh nữa mà. Sao anh lì quá vậy? Cúp máy đi. Trời đất ơi. Bây giờ cúp máy đi, tôi có điện thoại rồi. Ừ, tôi phải làm việc nữa. Tôi không muốn nói chuyện với anh. 5 phút sau gọi lại. Vậy đi. Alo, công ty truyền thông tổ chức sự kiện xin nghe. Tôi uống hết rồi nha. 5 người quá riêng ơi. Hẹn gặp nhau kiếp sau. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, Minh ơi, đau đớn quá Minh ơi. Minh ơi, Minh đi đi. Minh đi đi, Minh đi đi. Minh đi bình an nha, chúc Minh đi thượng lộ bình an. Tôi sẽ mua vàng mã, biệt thự tôi đốt cho bà nha. Minh đi đi. Mà ông cứ khóc hoài vậy. Không, không. Ông Siêng à. Không, tôi không uống đâu. Tôi không uống đâu. Tôi sẽ chọn ông ở thế giới bên kia mà. Tôi không uống mà. Tôi sẽ chọn ông đào thai chung với tôi mà. Tôi xin lỗi bà, tôi hẹn bà kiếp sau nha. Kiếp này tôi còn nhiều việc chưa làm xong. Tôi không thể uống đâu. Còn việc gì nữa hả? Tôi phải đợi mấy năm nữa tôi gả con Mai, tôi mới tròn nghĩa vụ với nó. Rồi đến khi tôi xuống dưới, tôi gặp mẹ nó, tôi không áy náy, hiểu chưa? Cho nên á, thôi, tôi có lỗi với bà rồi. Minh ơi, tôi xin lỗi bà. Minh ơi, mình đi trước đi Minh ơi. Mình đi đi Minh ơi. Trời đất ơi. Ôi trời. Sao nãy giờ không có chịu nói? Không là tôi uống hết cái ly này rồi nè. Bây giờ sao? Ông có dám hứa với tôi là ông sẽ uống không? Tôi hứa tôi uống nha. Bố nào không uống tôi thề đấy. Mà đi trước đi. Nhưng mà ông nhớ nha, tôi sẽ chờ. Ủa mà không được, nếu mà chết xuống dưới rồi, ông chết sau tôi nghĩ ông sẽ đào thai sau tôi. Mai mốt sống mình, kiếp sau ông sẽ trẻ hơn tôi. Không được, vậy là mình không có răng lông đầu bạc được rồi Siêng ơi. Bây giờ sao đi? Bây giờ Siêng uống đi. Hóa ra kiếp sau tôi là phi công trẻ lái máy bay bà già. Không muốn. Em nên trước đây. Đi đi à. Minh ơi. Đi đi à. Đi đi Minh ơi. Chúc thượng lộ bình an. Không được. Tại sao vậy? Tại sao lại tệ bạc với tôi như vậy? Tại sao lại để tôi chết một mình chứ? Không được. Không được. Trời ơi, sao anh lì quá vậy? Tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện với anh nữa mà anh cứ gọi tôi hoài, làm phiền tôi quá đi à. Cái vấn đề ở đây không phải là nằm ở chỗ đó, nhưng mà tôi muốn nói vậy. Ê! Chạy chậm chậm từ từ thôi, động đất kìa. Gì? Mắt mới thì kêu tôi chui xuống gầm bàn. Em nói có động đất mà. Điều kìa. Một này này, bà làm cái gì đấy? À! Ông, tôi thì không ngờ cái con người của ông ha. Thấy đó, bỏ đằng thấy trăng quên đèn, con người của ông là con người khốn nạn mà. Đúng đọc rồi tới phút 90, ông là một cái con người mà đem con bỏ chợ. Ông nghĩ làm sao vậy? Anh nói với tôi á là hai đứa mình hãy ôm nhau chết đi em mà. Rồi rốt cuộc cuối cùng ha, ông bỏ tôi. Ông nói là ông còn nhiều chuyện làm chưa xong lắm là sao hả? Này, bà làm cái gì đấy? Hả? Mới té giếng à? Đích! Ông im đi! Con người của ông là cái con người giả nhân, con người giả nghĩa, cái con người giả tạo. Này bà vừa phải thôi nhá, nhá. Anh nói cái gì thế? Tôi giả nhân, giả nghĩa lúc nào hả? Bây giờ tôi mời bà ngồi xuống. Ngồi xuống cho tôi. Không!
Bây giờ ngồi xuống. Không. Trời ơi, coi người ta kìa. Người ta được tặng nhà, xe bạc tỷ. Trời ơi, còn tôi cũng quen đại gia như ai chứ bộ mà suốt ngày tặng bông tặng hoa không à. Giận dễ sao giận. Chứ tôi cũng già vậy. Tại sao tôi không được một cái con nhỏ trong cái showbiz nó được. Bực bội, tủi thân quá trời quá đất luôn à. Trời ơi, cô kìa. Ước mơ của tôi. Hiền à, anh biết lỗi của anh rồi. Anh không tặng hoa cho em nữa, mà anh tặng luôn cả cuộc đời của anh nhé. Cưới em làm vợ. Lấy anh đi Hiền.